Đánh đầu khá nguy hiểm. Top Lane Bình Định mặc dù anh là một hậu vệ, đó chính là một nghịch lý. Người chạm đầu cuối cùng đó là Rafael Sơn chứ không phải là Hồ Tấn Tài. Khá hay. Lâm Tị Phong, vẫn là Lâm Tị Phong, rất dẻo. Đánh đầu không vào. Cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh là rõ ràng hơn với pha đánh đầu của Ngô Tùng Quốc. Văn Thuận đã bị vượt qua một cách rất dễ dàng bởi Lâm Tị Phong. Ngay cả tình huống vừa rồi, góc quay vừa rồi thì chúng ta cũng rất khó để xác định được là bóng đã lăn qua vạch cầu môn hay chưa. Có lẽ là chưa. Đây là Lâm Tị Phong. Khá nguy hiểm. Green dứt điểm, bóng chết cột dọc. Một lần nữa chúng ta xem lại pha tạt bóng của Lâm Tị Phong. Đỗ Văn Thuận phá bóng không dứt khoát. Trương Thị Hoàng, cựu huấn luyện viên của Viettel. Dứt điểm từ xa. Rất nguy hiểm, bóng đi chết cột dọc. Một ngày mà Văn Thuận đang đối đầu với những người đồng đội cũ. Cắt bóng là Sơn Ngọc Đức, khoảng trống ra rất lớn. Vẫn còn Magret, dứt điểm ngay, tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi vị trí của Lê Ngọc Bảo. Một ngày mà Ngọc Bảo đá chính để thay cho chấn thương của Adriano Smith. Anh đã mắc lỗi vị trí một cách tương đối trầm trọng. Một mình Ngọc Bảo đứng ở phía dưới hàng thủ của Top Elen Bình Định. Đột phá của Hà Đức Chinh, căng ngang, không được. Đột phá lần nữa thì trung vệ Brandon lại có pha phòng ngự tốt. Trong ít phút thôi thì Hà Đức Chinh có hai pha căng ngang liên tiếp. Có lối chơi tương đối năng nổ và hỗ trợ tốt cho hàng tiền vệ. Jim Linh, đây là Tiến Anh. Có thể dứt điểm từ xa. Không vào, biệt vị rồi, rất đáng tiếc. Tình huống phất cờ rất nhanh của trợ lý trọng tài. Không phải bàn cãi gì cả, chính xác là biệt vị. Và dứt điểm chất lượng của Đỗ Văn Thuận. Và nhả bóng ra tuyến 2. Là Phe Sơn, rất thoáng bên cánh trái là Dê Mai Linh, vẫn là Dê Mai Linh. Dứt điểm không được. Ngoại bình như Dê Mai Linh thì anh cần phải làm tốt hơn. Đây là một tình huống mà Dê Mai Linh có cơ hội để đối mặt 1-1. Brandon, Trọng Long, Lý Nguyễn, vẫn là Lý Nguyễn. Dứt điểm không vào. Tiền vệ người Mỹ không thể chê vào đâu được. Nếu bóng đi vào trong cầu môn thì có lẽ là Minh Hoàng sẽ bó tay thôi. Quát bô lê của Bagrep cũng là rất tốt rồi. Thiếu đi may mắn một chút, bóng chạy cột dọc chỉ trong gang tấc mà thôi. Cơ hội. Dứt điểm. Tỷ số là 1-1 cho các cầu thủ Top Elite Bình Định. Người ghi bàn đó là Dê Mai Linh. Rất bất ngờ. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Xuân Nam, Dê Mai Linh, gôi! Tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Top Elen Bình Định. Người ghi bàn đó là Hồ Tấn Tài. À, thì không có vấn đề gì. Nhưng thực sự nếu là một chiến thắng cho Top Elen Bình Định là nghiệt ngã cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ chơi không hề tồi trong trận đấu này, hoàn toàn làm chủ thế trận. Vừa rồi có thể tính đó là kiến tạo của Dê Mai Linh khi anh đã nỗ lực đánh đầu ở trong pha bóng đầu tiên, bóng tới vị trí của Tấn Tài. Lý Nguyễn đánh đầu.
không vào. Đình Cường, cơ hội không thể tốt hơn dành cho Đình Cường có thể san bằng tỷ số 2-2 từ tình huống tạt bóng của Văn Đức. Trung vệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã bị giật mình trong pha bóng vừa rồi. Vẫn còn Ngô Hoàng Thịnh, đây là Bagret, có thể dứt điểm không? Dứt điểm không được, góc quá hẹp. Như vậy là cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã hết ở trong trận đấu này rồi. Thời gian bù giờ đã sang phút thứ 6. Pha qua người tốt của Bagret.